Vâng. Rất là nhiều những vấn đề liên quan đến thuế. Thế thì trong quá trình các bạn học bài hoặc là các bạn làm ở trong thực tế thì các bạn cần phải có những vấn đề gì thắc mắc liên quan đến xử lý thuế thì các bạn sẽ vui lòng liên hệ với tôi qua các cái địa chỉ mà tôi đã luôn luôn mở để chào đón các bạn, đó là Facebook và Zalo, địa chỉ là giảng viên Thanh Thúy viết tắt như thế này. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn những cái sắc thuế, những cái cách làm liên quan đến rất là nhiều những cái kỹ năng để các bạn xử lý ở trong thực tế. Thì bây giờ tôi sẽ nốt lại những cái điểm quan trọng ở trong khóa thuế các bạn cần nắm được là gì. Đầu tiên là lệ phí môn bài. Đây là một khoản lệ phí mà không có hồ sơ giấy tờ nào nhắc nhở các bạn. Vì vậy mà việc các bạn nhớ là hàng năm vào tháng 1 là các bạn phải mở ngay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ra, nhìn xem vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký của các bạn tại thời điểm của các bạn ấy, cái vốn điều lệ là bao nhiêu, áp ngay với bậc thuế môn bài theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Và các bạn khẩn trương tính nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày 30 tháng 1 của năm. Liên quan đến hóa đơn chứng từ thì trọng tâm của hóa đơn chứng từ rơi vào đâu ạ? Bài hóa đơn chứng từ thì có rất là nhiều những cái nội dung. Tuy nhiên là tôi nói gọn lại cho các bạn là nguyên tắc lập hóa đơn. Thời điểm xuất hóa đơn và tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý của hóa đơn. Trong bài hóa đơn chứng từ thì các bạn cần nắm cho tôi ba cái trọng điểm. Đó là nguyên tắc lập hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn và tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lý của hóa đơn. Thế còn liên quan đến thuế giá trị gia tăng thì trọng tâm của bài thuế giá trị gia tăng sẽ rơi vào mốc 50 tỷ đồng. Mốc 50 tỷ đồng là mốc dùng để các bạn xác định kỳ kê khai tính thuế giá trị gia tăng. Cái mốc này cũng có thể thay đổi theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Thế tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, theo tinh thần của thông tư 219/2013, thông tư của Bộ Tài chính, thì chúng ta vẫn đang sử dụng mốc 50 tỷ và các bạn lưu ý là mốc này sẽ tính là trên 50 tỷ hoặc là từ 50 tỷ trở xuống. Cái thứ trọng tâm thứ hai trong bài thuế giá trị gia tăng đó là điều kiện được khấu trừ của thuế giá trị gia tăng mua vào. Các bạn phải nhớ là trên các tờ hóa đơn mua vào đủ điều kiện khấu trừ không phải là toàn bộ tiền thuế ở trên các tờ hóa đơn đó của các bạn được khấu trừ hết, mà chúng ta phải làm sao? Chỉ những tiền thuế giá trị gia tăng nào đủ điều kiện khấu trừ thì khi đó các bạn mới được phép hạch toán khấu trừ. Và tài khoản 133 là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, đồng thời mới được kê khai thuế vào mục là thuế giá trị gia tăng khấu trừ kỳ này ở trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01. Đến thuế thu nhập cá nhân, đây là một sắc thuế có thể nói là nội dung thì rất là dài, đúng không ạ? Rất là nhiều vấn đề phải đề cập đến. Thế tuy nhiên, trọng tâm của thuế thu nhập cá nhân thì sẽ nằm ở cách xác định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Việc các bạn phân biệt được rạch ròi các đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân, tính khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đúng đắn. Khi các bạn đã khấu trừ được tiền thuế thu nhập cá nhân đúng rồi thì chúng ta sẽ thực hiện đầy đủ được các nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì trọng tâm của thuế thu nhập doanh nghiệp rơi vào đâu ạ? Trọng tâm của thuế thu nhập doanh nghiệp là rơi vào chi phí, mà cụ thể là chi phí được trừ. Vì vậy khi các bạn ghi sổ về thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ ghi nhận chi phí, các khoản chi phí ấy, thì các bạn cố gắng là chúng ta sẽ ghi nhận các khoản chi phí, tránh ra những cái trường hợp liên quan đến thuế chi phí không được trừ. Để làm gì ạ? Để khi đó các bạn sẽ biết được là thế như vậy là chúng ta sẽ không còn phải lo.